cơm mẹ nấu quá thì chê ngán, bước ra đời ăn cơm tự soi của Hải Di Lao gần cả trăm cặp. Tôi phải nấu đi nấu lại mấy cặp luôn, cơm mới chịu chín đó mấy bà. Không biết là ở đây có ai tả từng ăn qua cái cơm tự soi của Hải Di Lao này chưa ta. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn thử luôn á. Sao rất là nhiều lần tôi ăn cơm hàng nội địa thì không có hợp với mấy bà. Tôi thấy là cái này là của Việt Nam cho nên là mua về ăn thử. Tôi nghĩ là hàng Việt Nam cho nên là mình hợp khẩu vị. Cơm tự soi này á là tôi mua là cơm cà ri á mấy bà. Tôi thấy là trong một hộp cơm như vậy á thì sẽ có một gói gạo với lại là một gói cà ri, kèm theo là một gói tự soi. Khi mà mình nấu á thì mình chỉ cần chế nước vô là mình nấu à. Có cái tờ trên cái hộp cơm á, nó có tờ hướng dẫn, tôi cũng làm theo y chang giống như vậy luôn á. Nấu mười mấy phút luôn, tôi cứ mở ra mở vô hoài, cái hộp cơm của tôi nó cũng không có nở nữa mấy bà. Cái tôi phải chế nước thêm, thì trong cái thời gian mà chờ đợi cái hộp cơm của tôi nó chín á là đủ để tôi chạy ra tôi săn cái ly nhàn thiên cá ở Mây Cha luôn mấy bà. Phải nói là cái ly chính này nó đẹp quá trừng luôn, có hai màu, màu xanh và màu hồng á, hình như là vừa trà sữa vừa ly luôn, là 109 cặp thì phải. Ôi mừng hú hồn luôn, sau một tiếng chờ đợi á thì cái nồi cơm của tôi nó cũng chịu chín rồi mấy bà. Mà công nhận chờ đợi là xứng đáng nha, cái hạt cơm cực kỳ tơi luôn, ăn nó đã lắm luôn á, nó không phải giống như là cái cơm bình thường mà mình hay ăn, nói chung là rất là ngon luôn. Tôi kỹ là chỉ cần xịt nước tương thêm một cái trứng vô nữa là ăn ngon rồi đó mấy bà. Cái gói gia vị cà ri á thì theo tôi là hơi bị nhạt so với cái khẩu vị của tôi mấy bà. Trong cái gói gia vị này thì sẽ có gà với lại là phay tây và củ cải đỏ, nhưng mà nó cũng rất là thơm mùi cà ri luôn á. Tự là theo cảm nhận của tôi sau khi ăn xong á thì tôi thấy là cơm tự soi của Hải Di Lao á, cái khẩu vị của Việt Nam mình nó là dễ ăn hơn của hàng nội địa á mấy bà. Cái này á thì phù hợp với bà nào mà hay đi du lịch hoặc là business này kia nè.